Hôm nay thì mình sẽ làm cái video về cây sả đen. Cây sả đen đây thì chiều cao của nó tầm 30 phân rồi. Đấy thì mình sẽ cắt. Mình sẽ thu hoạch cây sả đen. Mình đã cắt cây sả đen như thế này, xong là mình sẽ làm chặt ra để chúng ta phơi khô. Mình đã cắt cây sả đen, bây giờ mình đã băm ra nó đã như thế này rồi. Cắt ra để chúng ta phơi khô. Cái dòng cây sả đen thì nó rất là tốt cho những phòng chống bệnh ung thư này, mấy cả lợi tiểu này, mấy mắt gan này. Đây là dòng cây sả đen. Cây sả đen này thì nó cũng rất là dễ chăm. Đấy, chúng ta cũng không cần phải quan tâm nhiều về cây sả đen, nó rất là khỏe. Nó rằng cây dược liệu.